Xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Và Kiên Xe Đạp em xin kính chúc các bác một kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thật là vui vẻ, nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui. Thì trong cái video hôm nay thì em sẽ lên cho các bác mẫu xe đạp địa hình Gian ATX 860. Đây là một chiếc xe đạp khung nhôm được sử dụng công nghệ nhôm độc quyền Alloyx của Gian thì các bác nhé. Vành bánh là 27,5 inch. Thì là toàn bộ chiếc xe này em nhập khẩu nguyên zin nguyên bản hết 100% các bác nhé. Dây dợ là toàn bộ đã được chạy âm sườn đây. Đấy. Các bác mà quan tâm đến chiếc xe thì cứ nhắn vào Zalo các bác nhé. Thì bên em xin phép được nghỉ lễ từ thứ bảy, là cái ngày đăng cái video này lên là ngày thứ bảy đến thứ hai tuần sau, tức là ngày mùng 2 tháng 5 thì bên em sẽ hoạt động lại bình thường các bác nhé. Các bác quan tâm đến chiếc xe nào thì cứ nhắn vào Zalo. Thì trong cái thời gian 3 ngày này thì có thể em sẽ trả lời tin nhắn các bác chậm. Các bác cứ nhắn vào Zalo nhé, gì lúc nào em check được tin nhắn thì em sẽ trả lời các bác. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp luôn các bác nhé. Tổng màu xám lông chuột, cải với chút màu đen. Nhìn chiếc xe nó rất là khỏe khoắn, thanh mảnh rất là đẹp. Dây chạy âm sườn, kể cả dây phanh dầu luôn các bác nhé. Thì là dây phanh dầu cũng đã chạy âm sườn này, rất hiếm những chiếc xe có cái dây âm sườn chạy âm, dây phanh dầu chạy âm. Đây, sử dụng đồ đề Shimano DOG đời mới các bác nhé, đời Dynaship. Đây, Dynaship đời này là nó có cái khóa cái tay đề này rồi. Và gạt đĩa thì những cái loại đời mới thì nó sẽ có cái lỗ khung bắt ở đây các bác nhé. 10 tầng nít, bộ này là 10 tầng nít và 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Vành bánh 27,5 inch, lốp lát vẫn còn nguyên zin theo xe, cả vành nguyên cặp luôn. Đây, đi vòng các bác nhé, đi vòng em cũng không rõ là nó có cúi đổ không, nhưng mà cái cá của nó nghe cũng rất là lớn. Trên phần ghi đông các bác nhé, toàn bộ là nguyên zin nguyên bản hết này. Đây, và kể cả cái tay lắm, cái sừng này cũng nguyên zin hết đâu nhé. Cũng được trang bị ở tay bấm xả là Shimano DOG và nó có một cái khóa hành trình giảm sóc. Đây, ở trên tay lái. Và cụm phanh của xe thì sử dụng là cụm phanh dầu Shimano các bác nhé. Đây là một chiếc xe cấu hình rất ổn, nguyên zin nguyên bản hết 100% các bác nhé. Rất đẹp, sơn si thì cũng còn nguyên bản là mới bóng loáng. Pedal này cũng là nguyên zin luôn theo xe các bác. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy. Thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn... Các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size của chiếc xe ra từ tâm trục đạp đến khóa yên là 40 cm, từ khóa yên đến tâm củ phốt là 55 cm. Xe có size là xe S các bác nhé, size của các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi là phù hợp. Chuyển động xe đây các bác nhé, đi là mượt mà luôn, dòng DOG, một trong những cái dòng mà các bác sử dụng rất là nhiều, các bác thường xuyên bỏ phải các bác chơi xe rồi. Đó lại còn những cái bạn cải tiến dòng đây đó, cực kỳ là mượt mà luôn các bác nhé.
Thì chiếc xe này đã được bán với mức giá là 10.600.000 bao ship toàn quốc, tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bỏ 15 cho bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.